Chào các bạn, đây là Bose Quiet Comfort Earbuds 2024. Và trong cái video này mình sẽ gọi nó là Bose QCE cho nó dễ ha, chứ mình đọc nguyên từ kia nó dài quá. Thì mình đã sử dụng cái tai nghe được khoảng một tuần rồi, thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin của mình về nó, để khi các bạn tìm hiểu một cái tai nghe không dây hoàn toàn thì các bạn có thông tin để các bạn biết thêm về những cái sản phẩm trên thị trường. Bose tiếp tục cái dòng QCE 2024 của họ, thì với những cái gì mình đọc về thông số cũng như trải nghiệm của mình thì mình đánh giá là có rất là nhiều cái hay ho ở cái tai nghe này khi mà so sánh với những cái tai nghe cùng phân khúc đang có trên thị trường. Và nó đặc biệt là nó cùng với cái mức giá của cái Apple AirPods 4 ANC mới ra mắt. Và mình thấy rằng là cái Bose QCE này có rất là nhiều cái hay ho so với lại cái AirPods 4 ANC kia. Tuy nhiên chi tiết hơn thì mình sẽ làm một cái bài chia sẻ kỹ hơn với anh em sau này. Còn trong cái chủ đề này mình muốn nói với anh em kỹ hơn về cái Bose QCE 2024 này thôi. Trước tiên mình nói về cái thiết kế và hoàn thiện, thì cái Bose QCE 2024 nó có một thiết kế rất đơn giản, không có nhiều cái sự đặc biệt hay là màu sắc hay là cái gì đó. Anh em thấy nó là một cái tai nghe rất đơn giản, anh em cầm và sử dụng nó không phải suy nghĩ nhiều. Màu sắc thì chúng ta sẽ có cái màu mình đang cầm trên tay là cái màu khói trắng, nó còn có màu đen và một cái màu gọi là màu tím lilac. Thì mình thấy rằng là với cái màu này là một cái màu hiện đại đơn giản phù hợp với nhiều người. Và nhìn xung quanh những cái cách mà Bose họ hoàn thiện cái tai nghe của họ thì mình đánh giá đây là một cái tai nghe có mức độ hoàn thiện cao ha. Anh em gặp cái tai nghe lại, anh em nhìn cái khe xung quanh giữa cái nắp và cái thân của cái tai nghe thì thấy rằng là nó đều ha. Hoặc là chúng ta nhìn vào cổng kết nối USB-C phía sau, hay là nhìn vào cái bản lề, cách mà Bose họ giấu cái bản lề đi thì chúng ta thấy nó rất là đẹp, rất là xịn. Và nhìn xung quanh tất cả mọi thứ đều được sắc sảo. Cái lớp hoàn thiện ngoài cùng của cái case này nó là dạng mờ ha, nó không có bám vân tay, và chúng ta nhìn vào chúng ta cảm giác nó dễ chịu, và chúng ta cầm ở trên tay chúng ta cảm giác nó hơi nhung chút xíu, nó không có bóng, nó không có cấn đó. Thì về thiết kế hoàn thiện bên ngoài sẽ là như vậy. Phần thứ hai mình nói về cái khả năng thể hiện âm thanh của cái Bose QCE 2024 này, thì mình nghe nhạc với nó, mình đeo nó để mà nói chuyện điện thoại, và mình đeo nó để mà xem cái nội dung trên video ha. Thì về phần nghe nhạc thì mình nghe những cái nhạc có cái giọng nhiều, giống như là Thánh Ca, hoặc là mình nghe nhạc của Trịnh Công Sơn mà do Khánh Ly hát. Và mình cũng nghe những cái nhạc có cái tiết tấu rất là nhanh, rất là mạnh, giống như là những cái album nhạc của Megadeth, hoặc là một số cái nhạc rock khác, bởi vì mình thích nghe nhạc rock. Thì mình thấy rằng là cái Bose QCE 2024 này nó có thể thoải mái thể hiện được những cái nhạc mà vocal nhiều, giống như mình nói lúc nãy. Và đó là một cái loại nhạc mà mình thấy rằng là anh em nghe rất là nhiều, bởi vì đó là nhạc Việt Nam mà. Nhạc Việt Nam chủ yếu là giọng nói, cái giọng nhiều hơn là cái nhạc. Còn khi mình nghe nhạc rock cũng vậy, cho dù mình mở nó ở cái âm lượng rất là lớn thì mình vẫn có thể nghe được thoải mái và dễ chịu, và mình nghe hết một cái album mà không cảm giác là bị khó chịu. Thì cái này mình cũng không biết giải thích làm sao. Tuy nhiên đối với nhiều cái tai nghe, khi mà nó không thể thể hiện được cái thể loại nhạc nào đó, mà đặc biệt khi mở nhạc lớn, thì chúng ta sẽ có cảm giác là chúng ta nghe chứ nó không có vô được, chúng ta phải tắt và chúng ta phải chuyển. Ví dụ vậy, thì đối với mình cái Bose QCE 2024 này nó là cái tai nghe thể hiện được cái nhạc, những loại nhạc khác nhau một cách rất thoải mái, rất là dễ chịu đó, thì nó có thể dễ dàng phù hợp với nhiều người. Tiếp theo mình dùng nó để nói chuyện điện thoại ha. Thì trước giờ mình ít khi nào dùng tai nghe để nói chuyện điện thoại, bởi vì mình cũng thích gọi điện thoại lắm. Nhưng mà dạo này mình gọi điện thoại nhiều hơn, bởi vì là con mình đi học ở xa, do đó là mình hay FaceTime, mình hay gọi điện thoại nói chuyện với nó. Có khi mình nói chuyện đến tới 20 phút hoặc 30 phút. Thì mình đeo cái Bose QCE này, mình nói chuyện với con trai mình trong vòng 30 phút, 20 phút, và mình thấy nó thoải mái. Thoải mái bởi vì cảm giác đeo, bởi vì âm thanh, và đặc biệt là bởi vì cái mic của nó cũng ngon ha. Con mình cũng phàn nàn là âm lượng mà mình nói nó bị nhỏ hay nó bị sao đó, rất bình thường. Mình không nói cho nó nghe là mình đeo tai nghe, nó không có đẩy lắm, nhưng mà nó không nói gì luôn. Thì như vậy, mình đánh giá đó là một trong những cái cho thấy rằng là nó có thể
chơi được âm thanh tốt, cũng như là cái mic của nó có thể dùng cho cái tính năng gọi điện thoại, nói chuyện bình thường rất là thoải mái. Còn dĩ nhiên để coi phim hay để coi clip gì đó thì cái chuyện đó là đơn giản thôi. Mình chỉ muốn nói cho em nghe là mình dùng nó trong ba cái mục đích như vậy. Mình nói về cái khả năng chống ồn thì đây cũng là một cái quan trọng của cái thế giới tai nghe không dây âm thanh bây giờ. Bởi vì chúng ta sẽ dùng tính năng này rất là nhiều. Việc nó có chống ồn sẽ giúp cho chúng ta có cái khả năng là tách chúng ta ra khỏi cái môi trường ồn ào xung quanh. Ha, chúng ta có bị ồn ào xung quanh nhiều lắm. Ngồi quán cà phê thì có thể chúng ta không thích cái câu chuyện của bạn kế bên, hoặc là không thích cái tiếng xe ồn ào ngoài đường khi chúng ta đi, hoặc là ngay cả trong văn phòng chúng ta không muốn nghe mọi người xung quanh nói, chúng ta muốn tập trung làm một chuyện gì đó. Hoặc là như mình chẳng hạn, mình rất là thích cái chuyện ngủ một cái giấc ngắn buổi trưa 15 phút, nửa tiếng hoặc là 10 phút gì đó, thì không có những cái tai nghe không dây hoàn toàn có khả năng cách âm đó, thì mình không thể nào ngủ được. Bởi vì trong một cái văn phòng có rất là nhiều âm thanh từ máy lạnh, từ máy tính, từ mọi người nói chuyện, thì chúng ta không thể nói mọi người im đi hoặc là tắt máy lạnh được. Chúng ta phải tự cách ly chúng ta ra khỏi cái âm thanh đó. Thì cái Bose QC này nó giúp mình cái chuyện đó trong hơn 7 ngày qua rất là tuyệt vời. Nó có hai cái tầng để mà cách âm ha. Thứ nhất là bản thân cái Bose QC024 nó có một cái núm cao su, thì đó là một cái giải pháp cách âm bị động ha, đeo vào nó sẽ giảm một phần nào đó. Và dĩ nhiên cái tai này nó có cái âm chủ động ANC thì mình sẽ xài nó thôi. Rất đơn giản mình xài nó, và nó giúp mình cách âm được rất là tốt với môi trường xung quanh. Nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Chỉ có một cái bài toán thử nghiệm cách âm rất là mạnh mẽ, đó là lên máy bay ngồi. Nhưng rất là tiếc trong thời gian vừa rồi mình không đi đâu vào máy bay hết, mình không test được. Và đó là cái lúc mình rất là cần những cái chiếc nghe không như hoàn toàn và có cách âm, bởi vì nó đỡ vướng víu, nhẹ nhàng và nó cách âm được. Về khả năng chống ồn thì anh em sẽ có ba cái lựa chọn ha. Một là quiet, tức là nó sẽ cách âm và anh em cảm thấy thoải mái, yên tĩnh. Cái thứ hai là off, tức là nó tắt cách âm. Thì như vậy cái tai nghe nó chỉ còn là cách âm bị động thôi. Và cái thứ ba là cái aware, tức là nó sẽ tự động nó nhận dạng được cái âm thanh xung quanh để nó đưa ra một cái chế độ cách âm theo ý của nó. Thì ba cái đó sẽ chỉnh trong app. Thì như vậy theo đánh giá của mình thì cái khả năng cách âm của Bose QCE024 này cũng rất là tốt ha, hoàn thành được cái nhiệm vụ mà nó được làm ra. Rồi, phần thứ ba về tính năng mình sẽ nói với anh em về cái cảm giác mà khi đeo cái tai nghe ở trên tai. Đeo cái Bose QCE024 trên tai thì đây là một cái phần quan trọng, bởi vì nếu mà đeo vào nó không thoải mái, nó không dễ chịu thì chắc chắn là chúng ta sẽ trải nghiệm sẽ không tốt. Và đặc biệt là cái chuyện chúng ta ngồi nghe nhạc hay chúng ta ngồi cách âm mà nó cấn quá, nó gồ ghề quá thì làm chúng ta bị mất tập trung. Thì mình đánh giá cái Bose QC này tốt khi mà đeo trên tai. Nó khác rất là nhiều. Trước đến giờ thì mình không thích những cái tai nghe có cái núm tròn to như vậy khi đeo trên tai, bởi vì thường thường nó cho mình cảm giác là đầy tai hoặc là nặng. Tuy nhiên đối với lại cái Bose QC thì nó không có cái đó. Nó cho mình cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái, giống như mình đeo cái tai nghe mà cái dạng tai xuống đây vậy. Thêm để ý là Bose có một cái thiết kế rất đặc biệt. Tức là đối với những cái tai nghe khác á, người ta dùng cái núm tai nghe này để giữ cho cái tai nghe ở trên tai. Và đó là cái lý do khiến cho cái tai chúng ta nó bị căng, nó bị đầy. Cũng như là một số tai nghe họ dùng chính cái thiết kế của cái tai nghe nó gá lên trên cái phần vành tai. Và đó cũng là lý do làm cho chúng ta bị cấn, bị khó chịu. Đối với lại cái Bose QC này thì họ dùng một cái ron cao su thứ hai. Ha, đó là cái này. Thì cái ron cao su thứ hai này chính là cái phần giúp cho cái tai nghe nó bám lên trên cái vành tai và nó không cho chúng ta cảm giác khó chịu, bởi vì nó là cái ron mà, nó không phải là cái phần cứng. Đó thì mình thấy đó là một cái rất là hay ho của Bose để giúp cho cái cảm giác đeo nó thoải mái, và đó là cái phần rất là quan trọng khi chúng ta đeo. Thì như vậy cảm giác đeo là thoải mái. Trong cái hộp của nó sẽ có bốn cái núm size khác nhau và bốn cái ron khác nhau theo size để chúng ta sẽ có một cái kích thước vừa ha. Thì cái phần đó là phần mình nghĩ rằng là đáng khen cho Bose, không có giải pháp khác so với những tai nghe khác để mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái, nó dễ chịu. Về pin sạc cũng như kết nối thì Bose QC024 này nó sẽ có cái pin của hai cái tai tới 8 tiếng rưỡi, rất là lâu ha, 8 tiếng rưỡi cho anh em bật ANC luôn. Và đối với lại cái case của nó thì thời gian pin sẽ là 30 tiếng, thì nguyên cái bộ này sẽ là 30 tiếng và cái tai nghe không thì là 8 tiếng rưỡi, rất là lâu. Và anh em có thể sạc cho nó bằng cái cổng C ở phía sau này, hoặc là sạc cho nó bằng cách chúng ta dùng cái sạc chi, nó sẽ sạc không dây cho cái này. Đó. Về kết nối thì nó dùng kết nối Bluetooth 5.3
và đặc biệt là có thể kết nối hai thiết bị cùng lúc, và chúng ta rất là dễ dàng để có thể chuyển từ thiết bị này qua thiết bị kia. Đó, thì về kết nối và sạc và pin là như vậy. Về app thì app của Bose cho tai nghe này tên là Bose QCE, thì ở trên đó nhân sẽ chỉnh được các cái chế độ cách âm như lúc nãy mình nói, và có thể chỉnh những cách mà chúng ta điều chỉnh nó. Chúng ta có thể chỉnh chạm bên phải là play and pause, chạm bên trái là mở chế độ cách âm hay là tắt, hoặc là đảo ngược lại. Và chúng ta có thể dùng voice để control nó, có thể như là hey headphone, turn on aware, hay là turn on quiet, hay là off quiet, chỉ đó tự động nó làm theo. Và tuy nhiên mình thấy là mình nói cho nó nghe bằng cái voice cũng khó lắm, do đó là cái này mình nghĩ rằng là anh em nào phải luyện tập hoặc tiếng Anh giỏi thì nó sẽ nghe. Rồi, trên cái app anh em có thể chỉnh được những cái profile hay những cái cấu hình âm thanh khác nhau. Bose sẽ để một cái là gọi là flat, tức là mặc định họ chọn phẳng thì anh em nghe thấy thoải mái thôi. Nó có phần tăng bass, giảm bass, tăng chép, giảm chép, hoặc là nó có một cái phần để cho anh em chỉnh theo cái EQ. Nó sẽ gồm 5 cột theo cái sóng khác nhau ha, từ cao cho đến thấp. Ví dụ như là âm trầm, âm bổng, nó kéo 5 cột để anh em chỉnh đến khi nào anh em thích thì thôi. Thì cái đó là phần là custom. Rồi trên app đó anh em có thể dùng để kết nối hai thiết bị và một cái tai nghe và thể chuyển qua lại khác nhau, rồi chỉnh rất là nhiều thứ như voice control, hay là chỉnh cái nút để bấm trên cái tay phải này sẽ chụp hình, bấm một cái hay bấm hai cái hay bấm ba cái, hoặc là dùng voice control để chụp hình. Như vậy mình kết luận, đối với mình thì Bose QC04 có rất là nhiều cái lợi điểm. Thứ nhất là cái brand Bose là một cái brand chất lượng cao từ Mỹ và khả năng chơi nhạc của nó tốt, khả năng cách âm tốt và cái cảm giác đeo cũng rất là thoải mái. Và trong cái tầm giá của nó thì mình nghĩ rằng là nó vượt trội rất là nhiều so với những đối thủ khác. Tuy nhiên có một cái điểm đó là về âm thanh cũng như cảm giác đeo, thì mỗi người sẽ có những cái cảm nhận, sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Và như vậy mình khuyên anh em nếu tìm hiểu về Bose QC04 này thì anh em nên đến cửa hàng của Bose hay đến những nhà phân phối của Bose để đeo thử xem anh em cảm nhận nó như thế nào. Anh em mong chờ âm thanh từ một cái tai nghe không dây hoàn toàn nó như thế nào, hay là cái khả năng cách âm nó như thế nào theo cái nhu cầu, theo cái tai của anh em. Rồi, xin cảm ơn, chúc anh em vui vẻ.